Không có lỗi. Tình huống bứt phá của anh Quý. Tỷ số là 1-0. 1-0 nghiêng cầu thủ viên nặng ký giành chức vô địch mùa giải năm nay. Cú sút của Hiếu Hoa Đà Nẵng đưa bóng đi dưới tay của thủ môn đang anh Quý. Đường chuyền không vào, vào. Phùng Trọng Luân đã có bàn. Pha băng lên rất nhanh của anh Quý và sau đó là một đường chuyền hợp lý. Thời gian để cho pivot Nguyễn Trần Duy bình phục chấn thương. Và nếu như không kịp bình phục thì họ cần có thêm một pivot nữa. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ ZX Sài Gòn. Người ghi bàn là Trần chân trái của Trần Tuyền để nâng tỷ số lên 2-1 cho các thủ ZX Sài Gòn. Chúng ta cùng xem lại. Bóng đẩy ra và sau đó là pha băng trong trận đấu với Saco. Lần này cũng là một bàn thắng và cũng không có động tác ăn mừng bởi Nguyễn Trần Duy đã ghi bàn vào lưới được. Dứt điểm vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 với tình huống đánh gót của Hà Văn Sơn cũng không phải là quá mạnh, cũng không phải. Cú sút là của Hà Văn Chánh. Chúng ta cùng xem lại. Văn Hiếu và Phước Hạnh mất bóng rồi. Hữu Thắng vào. Pha băng lên và dứt điểm rất nhanh của Hữu Thắng. Một pha ghi bàn thường thấy của Ala bên phía các bên dẫn điểm trước. Chúng ta cùng xem lại. Một cú ra chân bằng đầu mũi giày của Hữu Thắng. Thuyết phục. Và điều quan trọng hơn nữa đó là phải ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới của đối thủ càng tốt. Thanh Tuấn. Bốn. Và phản công rất nhanh của cao thủ Hiếu Hoa Đà Nẵng và Thanh Tuấn đã ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay. Đoàn Văn Định, Phùng Trọng Luân, Đoàn Văn Định, 5-4, 5-4, pha phối hợp, một pha ghi bàn đẹp mắt và đậm chất futsal.